2 xin lỗi 4-4-2. Chúng tôi xin mời khán giả đầu tiên dự đoán. Tôi tên là Hoàng Phạm Công Minh, dự đoán cặp số 3 là 2 triệu. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin mời khán giả tiếp theo. Tôi tên là Nguyễn Kim Chi, tôi đoán cặp số 3 là 1.250.000. Nếu đoán đúng trong giai đoạn này tiền thưởng sẽ là 500.000. Chúng tôi xin mời cặp số 3 của bạn Như Ngọc chuẩn bị. Một triệu 250.000 đồng. Chúc mừng bạn Kim Chi. Ngân hàng chào giá. Khoảng cách một con số không, một con số không, sáu số không và bảy số không. Alo, chúng tôi chờ kết quả của ngân hàng. Xin cảm ơn. Và đây cũng là đợt chào giá cuối cùng. Xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 8 giai đoạn này là 7.600.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Hoàng Yến ơi, bạn của em với bạn của Khôi đều không muốn chấp nhận hả? Cá nhân em, riêng em thì em nghĩ như sao? Thôi lỡ rồi thì chơi tới cùng luôn. Bạn trong Khôi sẽ là người quyết định. Dạ, em không chấp nhận ạ. Khán giả ngay sau đây sẽ được tuyển chọn để dự đoán cặp số 8 của bạn Trọng Khôi là giá trị nào. Xin mời phòng máy. Bảy, một, ba. Chúc mừng. Chúng tôi tiếp tục chọn khán giả thứ hai. Năm, một, bốn. Chúc mừng. Vâng, và chúng tôi xin mời bạn hãy giới thiệu tên của mình và dự đoán chiếc cặp số 8 là giá trị 20 triệu hay là 2 triệu. Dạ, em tên là Lệ Đạt Nhật Lệ. Dạ, em dự đoán cặp số 8 là 20 triệu. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin mời thành viên thứ hai. Dạ, em tên là Đại Lưu Tuấn Anh ạ. Em xin dự đoán cặp số 8 này là 2 triệu ạ. Tuấn Anh đoán cặp số 8 là 2 triệu. Như vậy, một trong hai bạn sẽ có người có tiền thưởng là 500 ngàn. Chúng ta sẽ khám phá chiếc cặp số 19 để biết kết quả của cặp số 8. Xin mời Mỹ Loan. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ xem kết quả ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay. Đó là cặp số 8, bạn Ngọc Tuyền. Xin mời. Bạn Hoàng Yến cười tươi như hoa xuân. Thưa quý vị, ẩn số cuối cùng của chương trình hôm nay của chúng ta cũng là tiền thưởng của thí sinh, đó là giá trị